Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại review tiếp này, kích cá to cho các bạn xem nhá. À, cá to là chắc không có đâu. Lèo phèo mấy con, chắc là chỉ lèo phèo ít cá ấy thôi. Nó giết cái rừng. Đây là phát cửa cống rồi. Móm. Ui giời ơi. Đẹp quá mà toàn cá bé rồi các bạn ạ. Ui giời ơi, tôm. Quá trời tôm. Mưa thế mà nước nó không lên các bạn. Ôi giời ơi, các bạn nhìn thấy không? Đúng chép con này. Mương quá, ôi giời, ra quá không bắt được. Ra quá các bạn. Đây các bạn này, chép này. Ừ, đây chưa. Còn nó mương kìa, nó xa quá, không cứu được. Ui giời ơi, cá này. Ui. Đấy, lại em chép nữa. Một em nữa. Ui giời ơi, mất một em nữa rồi. Chép này chép rất bé các bạn. Mấy con vịt đang chết dậy đi đạch đây. Ui giời ơi. Ui giời ơi, tép. Không thể đằng nào mà vớt được. Quá trời. Nó vào đây nó ăn cám các bạn. Chép đây các bạn này.
Ui giời, toàn cá con. Không lên được con nào to, chết rồi. Còn cá con các bạn. Ui, ui em cầm. Đuối mất đấy. Tiếc ghê. Ui. Đấy, dầm. Dầm nó lên đẻ các bạn nhé. Đây các bạn. Đây còn nữa này. Đây này. Như cái tấm đẹp. Đây chuối rồi. Rồi. Đây các bạn ơi. Thả thùng dê. Phi phi phi. Trong phi này các bạn. Úi giời ơi, phi cũng cái ghê. Con quái gà này các bạn ơi. Cá đây. Đây. Bọn em nhóc. Đây các bạn ạ. Nhá. Điền cỏ to quá. Mất con ở đây thế mới điền. Đây ở. Sớm muộn mày vẫn bị bắt.
Mất rồi. Biển thế. Nước thì rõ mát. Ok. Ui, các bạn ơi, thất sách rồi.